Giới truyền thông Trung Quốc mới đây đang xôn xao trước tin tức, cặp đôi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ thực ra đã ly hôn từ lâu và nam diễn viên vẫn cưới thích em không kiên quyết giành quyền nuôi nhỏ xíu Điềm Hinh như trước nữa. Theo đó, Giả Nãi Lượng chấp nhận việc chỉ được bắt gặp con vào cuối tuần. Tuy nhiên, nguyên nhân đằng sau quyết định này của Giả Nãi Lượng lại khiến người ngưỡng mộ không khỏi đau lòng. Theo bạn dạng thỏa thuận ly hôn, Giả Nãi Lượng sẽ không nuôi con mà để Lý Tiểu Lộ nuôi nhỏ xíu Điềm Hinh. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cưới thích em đã đưa ra đòi hỏi rằng Lý Tiểu Lộ sẽ không được tái hôn cho tới khi nào nhỏ xíu Điềm Hinh trưởng thành. Hiện tại, Giả Nãi Lượng chỉ có thời gian cuối tuần được bắt gặp và đưa nhỏ xíu Điềm Hinh đi chơi. Theo cánh phóng viên, ngay cả vào cuối tuần thì thời gian hai bố con ở cạnh nhau cũng rất ít, nhiều phần nhỏ xíu Điềm Hinh chỉ ở bên Lý Tiểu Lộ. Nguồn: